hơn 7 năm. Thực ra lúc đầu mới hồ là gì đâu, chỉ là từ cái sự yêu thương thôi. Thật sự là chỉ từ cái yêu thương mà làm tới cái chuyện cũng chẳng có đề cao cũng được cứu hộ là gì luôn á. Chỉ biết là đem về là chăm hết bằng cả tấm lòng của mình luôn vậy thôi. Rồi xong cái vấn đề là nhiều, cái mà nhiều quá nhiều quá nhiều quá đó. Rồi có một cái em đó, nó cứu một con chó là Su. Su ơi, thì em đã cứu cái con chó đó là bị những gà, đây là Su nè. Su, bây giờ những gà thì chủ quá nhiều gà thì nó mới nói chị ơi, bây giờ ở trên đất mình đó, em cứu cứu hộ đi. Thì chú mua cái từ 8 con lên 16 con, bắt đầu lên 20 mấy con. Là đó ba chị đã kêu chị dừng lại, ba chị không cứu nữa. Rồi thấy chị quá cực luôn. Tại vì với thằng anh nuôi con chó là cho ăn cho uống là xong rồi. Còn ba cái là chị chăm sóc rồi bệnh hoạn mà chăm đến những đứa con á. Ba chị nói là chị dành cái thời gian cũng nhiều quá. Mà lúc đó bắt đầu vô nhà mình mua đồ, bắt đầu bé thì cũng nhỏ dễ thương xinh đẹp nuôi đến lúc là nó lớn đang hai lông này, như nó thấy xấu là viêm da đấy, cũng lấy con cho con viêm da đó cũng được con rút rồi. Nhỏ đó xin về nuôi, bây giờ thấy viêm da hôi quá không chịu được, mang đi bỏ. Mà bây giờ mình hỏi là lý do vì sao bỏ, em cho hút uống luôn được không? Không chịu, để xin con khác về nuôi. Mà bây giờ chị nói mình thấy mình không phải cường rác, mà người ta cứ mặc định là có em bé mang đi bỏ, già bỏ, bệnh bỏ, thì mình ở đây cái số lượng nhà mình chỉ có nhiêu thôi, mà ngày một nhiều một nhiều. Thật sự là chị cũng muốn cái suy nghĩ là nếu có một ai đó thương hỗ trợ cho chị là kiếm một cái miếng đất đặt trong ruộng, trong ruộng, trong vườn mà chị thuê thôi, để mình chăm tụi này, để hạn chế cái việc mà người ta cứ nghĩ ở đây là người ta mặc định là mình ở đây phải buộc phải nhận những cái đó, cái suy nghĩ họ thấp vậy đó. Thành ra là không có ngày nào mà chị không nhận, không ngày nào cũng nhận ba con, bốn con, ba con, bốn con. Có nhiều lúc mà chị tức mà mình muốn khóc đó, nhưng mình không thể làm gì được. Tại vì nếu họ đưa mình mà mình không nhận, họ sẵn sàng họ tháo dây cho nó chạy liền ngoài đường luôn. Mà con biết nhà chị ở ngay mặt tiền đường mà, chỉ cần tháo dây mà chó đông mà nó gừ lên một phát là con kia sẵn chạy ra đường sẽ đụng chết liền. Là buộc mình phải nhận. Còn nếu mình không nhận, họ sẵn sàng họ mang tới đây họ thả. Nó cũng mới nó bên đây, nó chỉ nó qua đây ngủ cả ngày đó em. Đó. Thì hôm nào cũng vô tâm, nhưng mà giờ biết làm sao bây giờ. Thì tới đâu hay tới đó đi.